Vì này hỏi là Phật tử quy y có pháp danh hay không? Xin thưa là cái chuyện pháp danh á, có lẽ là từ khi mà Phật giáo truyền qua xứ Trung Quốc, hoặc cũng không phải là Phật giáo truyền qua xứ Trung Quốc nữa, mà Phật giáo hậu kỳ đó, có nghĩa là ít nhất là sau hơn 500 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì mới có cái vụ mà đặt pháp danh. Chứ còn trước đó thì không có. Cái thời Đức Phật á, thời Đức Phật là không có pháp danh nha. Tại sao vậy? Còn nhớ ngài Sariputta không? Tôi không nhớ là cái Sariputta. Sariputta có nghĩa là tên chúng ta dịch là ngài Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất hả? Thì có nghĩa xin lỗi, Sari. Đó, mà Sari đó. Sari. Sari đó là tên mẹ của ngài nha. Putta có nghĩa là đứa con đấy, có nghĩa là tên người ta gọi ngài là con của bà Sari đó, ngài người ta tên người gọi là Sariputta đó, là tên là con của bà Sari. Thì từ cái hồi mà ngài còn nhỏ đó là người ta đã kêu ngài như vậy rồi, mà cho đến khi ngài lớn người ta cũng kêu ngài như vậy, rồi tới khi mà ngài xuất gia rồi người ta cũng kêu ngài y chang như vậy luôn, rồi tới hồi mà ngài lên Thượng Thủ Thinh Văn á, thì người ta cũng gọi là ngài trưởng lão con của bà Sari đấy. Thì cái tên cho nên á, thời Đức Phật thì không có cái chuyện là đặt pháp danh, từ cư sĩ cho tới tu sĩ không có chuyện đặt pháp danh đó. Và sư cho rằng cái này là cái quan điểm cá nhân của sư. Sư cho rằng đó, cái chuyện đặt pháp danh đó là do đến cái thời kỳ mà chúng ta không có sử dụng cái tên, không có sử dụng tiếng Pali là cái ngôn ngữ chính nữa. Ví dụ như là đi qua xứ Tích Lan dùng ngôn ngữ Tích Lan, hoặc là đi qua xứ Trung Quốc xài ngôn ngữ Trung Quốc, hoặc là đi qua xứ Miến xài ngôn ngữ Miến, thì khi đó chúng ta không có xài ngôn ngữ Pali là cái ngôn ngữ chính. Khi đó một số vị có nhu cầu, các vị biết tiếng Pali mà, vì các vị đó có nhu cầu đặt cái tên, sử dụng cái tên bằng tiếng Pali. Cái nhu cầu này ban đầu có lẽ xuất phát trong cái giới tu sĩ. Tại sao vậy? Tại sao sao mà sư nói như vậy? Bởi vì trong những cái sinh hoạt trong tăng đoàn đó, có những cái tăng sự mà phải dùng nêu nêu tên vị đó ra. Đó, nêu tên vị đó ra. Thì khi mà nêu tên như vậy đó, thì trong tăng sự là tăng sự sử dụng cái tiếng Pali nha, tăng sự của chư tăng cho tới bây giờ, tới thời điểm bây giờ tăng sự của chư tăng vẫn sử dụng tiếng Pali. Nhưng mà không lẽ đang nói đang mê bla bla bla, bắt đầu là tự nhiên đang đọc Pali vậy đó, chơi dớt thêm cái vô cái Nguyễn Thị Nguyễn Văn Tèo, cái là nó chất quốc
Cho nên ấy, các ngài mới có nhu cầu là lấy một cái tên, lấy cái tên Pali để mà đưa vào trong cái tăng sự mà tụng bằng Pali đó, tăng sự đó, trưởng lão tên như vậy đó. Nha. Thì như vậy thì nó sẽ khiến cho cái chuyện mà đọc tăng sự đó nó trơn tru. Thì đó là cái suy luận của cá nhân sư. Rồi sau này thì mới đến cái chuyện là cư sĩ đó, cư sĩ Phật tử thì họ cũng thích cái tên tiếng Pali đó. Rồi sau đó mới có cái chuyện gọi là pháp danh đó, cái pháp danh là vậy đó, đó. Thì đây là cái lý luận của cá nhân sư. Chứ còn cái thời của Phật á, thì xin thưa như sư nói hồi nãy, cho đến khi mà ngài Xá Lợi Phất ngài mất rồi, người ta cũng gọi ngài là con của bà Sari đó. Chứ còn, và khi mà nói như vậy là người ta vẫn biết ai là ai, người ta không có cần phải đặt cho ngài một cái tên khác đó. Chết luôn cho tới bây giờ. Nói như vậy đó thì hỏi là có phải bắt buộc là phải có pháp danh hay không, thì sư xin thưa là không, không bắt buộc ha. Hàng cư sĩ, hàng Phật tử tại gia đó, quý vị không cần phải có pháp danh. Quý vị tên Hoa, tên Huệ, tên Hồng, tên Tèo, tên Tí, tên Súng, tên gì đó thì vẫn cứ để cái tên như thế cũng không sao hết. Tại vì hàng cư sĩ đâu có làm tăng sự đâu, cũng không có cần. Nhưng mà hàng tu sĩ đó, hàng tu sĩ đó thì cần. Tại vì khi mà làm tăng sự mà kêu tên của vị đó đó, thì có một cái tên bằng tiếng Pali nó vẫn tốt hơn là không có. Tuy nhiên trong trường hợp không có đó, trong trường hợp không có thì có một cái tên là dùng chung. Hình như là để coi... sư quên mất rồi, nhưng mà có tên, có một cái tên Pali dùng chung, có nghĩa là trong trường hợp mà vị đó không có cái tên tiếng Pali đó thì chư tăng quy định là bây giờ tôi sẽ gọi sư là cái vị sư đó đó.